Em chào tất cả các bác nhá. Hôm nay mới có được một cái lô hàng kiểu trắng này anh em này. Đấy, đây là những cái giò mà giò cổ của mấy anh em nó chơi. Đấy, cả nhà thấy không? Đấy, cái thân già, những cái thân già này trước đây là mua là chỉ mua được 1-2 thân thôi anh em ạ. 1-2 thân xong rồi tách ra trồng như thế này này. Cái lá của kiều trắng rừng thì nó lá nó rất mỏng cả nhà, lá rất mỏng. Về bông của kiều trắng rừng với lại kiều trắng thái thì nó cũng khác một tí thôi. Ví dụ là kiều trắng rừng thì bông của nó mỏng mỏng, mỏng mỏng. Nở hoa thì trông nó mượt mà, nó có vẻ mượt mà anh em ạ. Hôm nay thì em có được mấy giò may quá. Ông làm nụ như thế này này, chuẩn cho anh em chơi Tết này. Toàn những cái giò khủng, được 3 giò anh em ạ. Có 3 giò là bán hết rồi. Nụ khá nhiều. Đây anh em nhìn cái gốc của nó này. Trong này cũng khá nhiều thân. Trong này thì chơi Tết thì phải nói là không thể chê được. Bằng cái chậu mà em đang chèn hình hoa ở bên cạnh. Nhiều nụ lắm. Rất đẹp nha. Anh có 3 cái giò này thôi nhá. Anh em nào mà có nhu cầu cái kiều trắng rừng thì anh em cứ gọi điện cho em. Đó, bằng giờ năm ngoái kiều trắng rừng là phải tách ra từng thân thân một bán đấy cả nhà. Đấy, năm nay thì sưu tầm được mấy cái giò to như thế này. Đây là giò thứ nhất nhá. Bác nào thích cái giò nào thì anh em có thể là gọi điện hoặc là anh em nhắn tin cho em. Đây người ta kích cũng là cái kiểu khoan đấy cả nhà. Nhưng mà một chậu này nó cũng rơi vào mấy chục bông hoa ấy. Nhiều. Trồng chủ yếu là giá thể bỏ thông. Số lượng thân khá nhiều. Cái này thì nó nghiêng sang một hướng cả nhà. Nhưng mà nếu mà thực ra thì bây giờ cái giò này mình cài tròn cũng đẹp. Cài tròn cũng đẹp. Cái này chưa làm hoa. Cái giò thứ nhất nhá, giò thứ nhất này. Giò thứ hai đây này anh em này. Giò thứ hai cả nhà xem. Cái này trồng chắc cũng phải 6-7 năm rồi đấy. Trồng 6-7 năm. Nó mới sang chậu đầu năm đúng không em? Năm ngoái. Sang chậu năm ngoái. Nụ cũng rất nhiều rồi anh em nha. Nụ rất nhiều. Cái thân của nó là cái độ vuông nó rất rõ ràng. Thân nó vuông rõ ràng. Em được bán có chia sẻ với anh em ấy. Đấy, đây này. Độ vuông nó khá cao. Chậu. Nụ. Cái này thì anh em nào miền Nam hợp nhất. Miền Nam thời tiết nó ấm á. Thì chơi cái giò này đẹp này. Và anh em miền Bắc thì cái giò một em vừa quay. Ba cái giò này ngang nhau. Đây, nụ nó như thế này đây nha. Cầm nặng tay, đây vừa tưới xong. Nói chung là cái loại kiều này nếu mà mình chăm sóc mà tốt thì nó đẻ rất nhiều. Một năm nó đẻ 3 lần cơ mà. Cái này nó ấm chậu rồi, vậy là sang chậu này được 2 năm rồi. Ấm chậu năm nay nó đẻ với ghê này. Ui, trời to đẹp quá. Đây cả nhà nhìn. Những cái thân già, đầu tiên thì trồng được có vài thân chứ mấy. Cái thân già như thế này. Sau đó nó đẻ ra kiều trắng được 3 chậu. Đây, chậu này cũng ok lắm này. Trước tôi trồng 4-5 thân. 4-5 thân già anh em ạ. Cái kiều này nó hay cái là ví dụ năm ngoái nó ra hoa như thế này rồi thì năm nay nó tiếp tục ra hoa này. Đấy. Đấy, những cái mắt mà nó chưa ra hoa là mình có thể để dành năm tới. Cứ thế chơi thôi. Chậu đẹp. Được có 3 chậu như thế này thì anh và các bác nha. 3 chậu như thế này. Mà nụ chuẩn Tết. Nụ này ok lắm này. Nụ này anh em nó làm là chuẩn Tết đấy. Đây. Một thân này nó 3 nụ này. Đây nụ đây. 3 chậu kiểu trắng nhé. 3 chậu kiểu trắng được. Đấy. Rồi còn cái mặt hàng mà có mấy anh em có hỏi em thì có cái loại mà đen rũ bắt đen. Cả vườn có duy nhất có một giò như thế này thôi. À không, cái này không phải đen rũ bắt đen. À, đen rũ vàng bắt đen. Đó là cái dạng thân thủ. Này tác phẩm to. Mỗi một bát hoa của nó tầm khoảng tầm 3-4 đến 5 bông hoa. 3 bông hoa. Rồi cái nụ nó bây giờ nó cũng đang nhúc như thế này này. Đó là tác phẩm nhá. Anh em nào có nhu cầu cái giò này. Giò này chắc là nó phải cao tới 1m4 á. Tại chơi hết tháng riêng luôn. Hết cái nụ này tới nụ khác. Đây cả nhà thấy không? Những cái thân già của nó đạt nụ này. Này ra hoa tự nhiên nhé, không có kích nhé. Rồi, em có cái loại trầm đồng đỏ. Chắc
chắc là cũng ít người bán thời điểm này. Đây là vườn này là ông em cắt nước sớm cho nên là chầm đồng đỏ nó ra nụ. Nụ như thế này là chuẩn Tết cho anh em chơi nhá. Ở chầm đồng đỏ thì nó lâu tàn. Cho nên là anh em có thể chơi cái này. Đấy, có thể chơi này Tết. Em lâu lắm rồi, hôm nay đi bán lại cái loại mà chầm trước như thế này này, nụ như thế này anh em nhá. Bán thì nếu mà ấy thì em sẽ bán 2 chậu một. Giá rẻ thôi cả nhà, không có đắt đâu. Đấy, 2 chậu như thế này. Tất cả em chọn cây ở cây đang có nụ hết rồi. Chầm đồng đỏ này thì được cái là cũng dễ chăm sóc. Hoa thơm. Nó nở hoa vào cái dịp Tết. Đấy, nở hoa dịp Tết. Cả một vườn mà em chọn được có bằng này chậu thôi. Cũng không có nhiều đâu cả nhà. Anh em nào mà thích làm tác phẩm mới có thể mua khoảng 5 chậu như thế này. Ông về ghép một tác phẩm nha em. Đây cũng được có mấy chục chậu. Nhưng mà chậu nào nó cũng có nụ hết rồi. Đây nó có nụ như thế này là chuẩn này. Nó thì nó nhanh thôi. Khi mà nụ tầm như thế này nó khoảng tầm 15-20 ngày nó nở. Nó rất nhanh nhá. Đấy, chầm đồng đỏ. Bác nào có nhu cầu thì gọi điện cho em luôn nhá. Gọi điện tại mặt hàng em cũng thì lấy hạn chế thôi, không có nhiều. Chầm đồng đỏ rẻ này. Đấy, còn ba cái chậu kiều trắng này, kiều trắng rừng này đang đụng nhúng nhúc ấy. Bác có nhu cầu thì anh em vào sưu tầm. Hàng anh em cứ kiểm tra cái gốc của nó đấy. Tại vì mấy cái hàng này thì em lấy chỗ mấy anh em thân quen người ta chơi có nguồn gốc á. Thế là cây cối nó yên tâm, không vấn đề. Đây, thân dài. Đó thì nó không có mập mạp giống như ông Thái bây giờ đâu. Nó cứ rồi kiểu này, rắn chắc này. Rồi, chào cả nhà nhá. Anh nào mà chưa đăng ký kênh cho em xin một nút đăng ký nhá. Hẹn gặp anh em lúc 19:30 trên kênh nhà em.